Hi, tớ của Bắp Mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa trên miền đất nước nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ về cách để làm một mái hiên nhanh và gọn lẹ luôn nha cả nhà. Thì ở đây mình đã cắt mình hàng một cái thanh chữ H để mình làm một mái hiên cho nhà cấp 4 nha. Thì ở đây mình sử dụng là V4 mình hàng mấy miếng bát để mình phan lên trên móng sói đó cả nhà. Thì mình sẽ bắt mấy cây kèo lên. Thì ở đây do là nhà ở nông thôn, mình không có hàng chữ A nên mình sử dụng là kèo bằng hộp 48 và phan bắt những bù lon 10 ly xuống ngang cả nhà. Thì đây hộp 48 mình đã cắt rồi nè. Thì cái mái hiên này chiều ra nó là 3 m, chiều dài là 8 m nha cả nhà. Thì cái máy móng xối này mình cũng chưa bệnh mình đã khoan lỗ rồi đó, khoan lỗ rồi hết trơn rồi. Thì nên mình cũng chia sẻ cho cả nhà xem để mình lắp cho nó tiện và nhanh gọn nhất nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục là mình gác cây thanh chữ H là cây xiên ngang lên nha cả nhà. Thì cây thanh H lấy làm cây xiên ngang á, thì nó chiều cao của nó là 30, là 3 tấc, còn chiều dài nó là 8 mét nha cả nhà. Mình dùng sắt hộp 36 1 ly 4 thì nó cũng là nhẹ chứ không có đến nỗi nặng nha. Thì đây mình với anh em mình đang lắp lên. Thì cả nhà xem video mình có hay và hữu ích nhớ đăng ký và cho mình một like nha cả nhà. Mình cũng cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo video xem video của mình nha. Thì mình cũng mời cả nhà xem hai anh em mình lắp cái thanh chữ H này lên và gác kèo và thả đòn tay để lợp cái mái hiên này. Cả nhà xem coi có gọn hay là không nha. Rồi mình cũng mời cả nhà xem nha. Thì mình cũng nói thêm, mình sẽ lợp cái máy này xong mình sẽ gắn luôn một cái máng xoáy. Mình chế một máng xoáy là bằng ống nhựa bình minh nha. Rồi mình mời cả nhà xem nha cả nhà. Cả nhà xem và thấy video của mình có gì góp ý hay thêm, cả nhà nhớ bình luận ở dưới, là cũng là một cái niềm vui của mình nha cả nhà. Rồi, mời cả nhà xem nha. Mình đã gác kèo và đã thả đòn tay lên rồi, xong rồi nha cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đưa tôn lên mình lập nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục gắn cái máng xối bằng ống nước bình minh nha cả nhà. Thì ống này thì mình sử dụng là ống 90, là do mái tôn của mình nó chiều dài ra nó là 3,4 m nên mình xài cái ống 90 là đủ hơn nha cả nhà. Thì mình mời tiếp cả nhà tiếp tục xem mình gắn cái máng xối này như thế nào nha. Thank you.
Video của mình đến đây cũng kết thúc cả nhà. Rồi hẹn cả nhà lại trong những clip tiếp theo nha. Rồi, ok. Bye bye.